Bài tập 2. Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V 6W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình vẽ. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ. A. đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường, tính số chỉ của ampe kế. B. tính điện trở và công suất tiêu thụ điện năng của biến trở khi đó. Và C. tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toán mạch trong 10 phút. Bước đầu tiên khi giải bài tập vật lý là kem phải tóm tắt các sự kiện đề bài đã cho. Và lưu ý rằng thời gian 10 phút kem phải đổi về giây. 1 phút thì bằng 60 giây, vì vậy 10 phút bằng 600 giây. Trong câu a, đề bài nói rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường. Khi bóng đèn sáng bình thường thì nó sẽ hoạt động với các giá trị hiệu điện thế, công suất và cường độ dòng điện đúng bằng các giá trị định mức của nó. Mặt khác, bóng đèn lại được mắc nối tiếp với biến trở và ampe kế. Như vậy, cường độ dòng điện qua bóng đèn cũng chính là cường độ dòng điện qua ampe kế. Vậy từ những gợi ý vừa rồi, kèm hãy tính toán và cho cô biết số chỉ của ampe kế là bao nhiêu nhé. Đúng rồi, các em ạ. Đầu tiên, ta nhận xét như sau. Vì đèn sáng bình thường, nên số chỉ của ampe kế chính là cường độ dòng điện định mức của bóng đèn. IA sẽ bằng PD trên UD và bằng 1 ampe. Vậy số chỉ của ampe kế là 1 ampe. Câu B yêu cầu tính điện trở và công suất tiêu thụ điện năng của biến trở khi đó. Kem lưu ý, đề bài đã cho chúng ta biết Hiệu điện thế đặt vào đoạn mạch là 9V. Bóng đèn 6V 6W sáng bình thường. Kem mẹ suy nghĩ và tính điện trở, công suất tiêu thụ điện năng của biến trở khi đó nhé. Kem đã làm rất tốt. Ta có thể tính toán như sau. Vì đoạn mạch gồm biến trở và bóng đèn mắc nối tiếp với nhau nên hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sẽ bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Mà do đèn sáng bình thường nên bóng đèn hoạt động với hiệu điện thế là 6V. Vì vậy các em có thể tính được hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở. UB bằng U trừ UD và bằng 3V. Mặt khác, bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở nên cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn cũng chính là cường độ dòng điện qua biến trở và bằng 1A như ta đã tính ở câu A từ đó kem có thể tính được điện trở của biến trở Rb bằng Ub trên Ib và bằng 3 ôm. đây mới chỉ là cách thứ nhất kem có thể thực hiện đối với câu b. ngoài ra ta có thể tính theo cách hai như sau. đầu tiên kem tính điện trở tương đương của toàn mạch R bằng U trên I với I là cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và cũng chính bằng với số chỉ của ampe kế. Vậy điện trở của toàn mạch R bằng 9 ôm. Tiếp theo, kem tính điện trở của bóng đèn. RD bằng UD trên ID và bằng 6 ôm. Vì đoạn mạch gồm bóng đèn và biến trở mắc nối tiếp, vì vậy điện trở của biến trở có thể được xác định qua công thức RB bằng R trừ RD và kem sẽ tính được RB bằng 3 ôm. Như vậy với hai cách này, kem đều tính ra kết quả điện trở của biến trở là 3 ôm. Tuy nhiên, cách thứ nhất, chúng ta chỉ phải thực hiện hai bước tính toán. Vì vậy, cách 1 sẽ là cách nhanh hơn đúng không các em? Tiếp theo, công suất tiêu thụ điện năng của biến trở ta có PP bằng UB nhân IB bằng 3 nhân 1 và bằng 3 W. Hoặc kem có thể tính theo công thức PP bằng IB bình nhân RB và cũng ra được kết quả là 3W. Ở câu C yêu cầu tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 10 phút. Kem hãy tính toán và cho cô biết kết quả nhé. Chính xác rồi. Công của dòng điện sản ra trên biến trở trong 10 phút. AB bằng PB nhân T và bằng 1.800 Joule. Lưu ý công suất tiêu thụ điện năng của biến trở kem đã tính được ở câu B Và công của dòng điện sản ra trên toàn mạch trong 10 phút Được xác định theo biểu thức A bằng UIT và bằng 5400 J Ngoài ra kem cũng có thể tính theo một số công thức tính công của dòng điện khác Mà chúng ta đã được tìm hiểu Và kem cũng sẽ tính ra được kết quả tương tự Ta cùng chuyển sang bài tập 3 một bóng đèn dây tóc có ghi 220V 88W và một bàn là có ghi 220V 800W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường. A. vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được ký hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. B. Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị Joule và đơn vị kWh ta tóm tắt các sự kiện của bài tập như sau. Câu A yêu cầu vẽ sơ đồ mạch điện. Đề bài cho biết các giá trị định mức của bóng đèn và bàn la. Bóng đèn và bàn la thì lại được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình. Mà giá trị 220V lại đúng bằng giá trị hiệu điện thế định mức của cả bóng đèn và cả bàn la. Vì vậy, để bóng đèn và bàn là cùng hoạt động bình thường, thì chúng phải được mắc song song với nhau. Như vậy ta có sơ đồ mạch điện như trên hình. Tiếp theo, đề bài yêu cầu tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. Từ các giá trị định mức của đèn, khi ta tính được điện trở của đèn theo công thức R đèn bằng U đèn bình phương trên P đèn và bằng 550 ôm. Lưu ý vì đèn hoạt động bình thường nên hiệu điện thế và công suất của nó đúng bằng giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Tương tự, kem sẽ tính được điện trở của bàn là R bằng U bình phương trên P và bằng 60,5 ôm oh. Tiếp theo, kem mạnh tính điện trở tương đương của đoạn mạch này nhé. Chính xác rồi, vì bóng đèn và bàn là mắc song song với nhau nên ta có điện trở tương đương. R tương đương bằng R đen nhân R trên R đen cộng R. Và các em sẽ tính được kết quả là 54,5 ôm. Ở câu B, yêu cầu tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ. Trước hết chúng ta sẽ tính điện năng đoạn mạch tiêu thụ theo đơn vị run. Ta có công thức A bằng P nhân T. Mặt khác, đối với đoạn mạch có điện trời R, thì công suất P lại được xác định theo 3 công thức đó là P bằng U nhân Y bằng U bình phương trên R và bằng Y bình phương nhân R. Vậy ở đây ta nên dựa vào những dữ kiện đề bài đã cho hoặc những đại lượng mà ta đã biết để sử dụng công thức phù hợp sao cho tính toán một cách đơn giản nhất. Kem hãy suy nghĩ và cho cô biết điện năng mà đoạn mảnh này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị run là bao nhiêu nhé. Chúc mừng Kem đã trả lời đúng. Ở đây chúng ta đã biết được hiệu điện thế của ổ lấy điện là 220V và đây cũng chính là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Ngoài ra, kèm đã biết được điện trở tương đương của đoạn mạch này. Vì vậy công thức phù hợp nhất để sử dụng đó chính là P bằng U bình phương trên R tương đương. Vậy ta sẽ được công thức A bằng U bình phương trên R tương đương nhân với t theo các sự kiện đề bài đã cho, kem sẽ tính được A bằng 3 triệu 197.0064,22 J và từ kết quả này, kem chia cho 3 triệu 600 nghìn, kem sẽ tính được điện năng tiêu thụ theo đơn vị kilowatt chính là 0,89 kWh. vậy trong bài học này chúng ta đã cùng nhau làm các bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng em hãy ghi nhớ các bước giải các bài tập này nhé. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn.